Thưa quý khán giả, chiều hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành công điện số 1102 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên toàn quốc. Nhận định dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, có nơi rất nghiêm trọng, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Nam. Để nhanh chóng, ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết. Trước hết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan liên quan tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, đặc biệt lưu ý một số nội dung về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh huy động sự tham gia của nhân dân và công tác tổ chức thực hiện. Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh huy động sự tham gia của nhân dân, Thủ tướng yêu cầu: 1. Kết hợp linh hoạt, hiệu quả giữa tập trung chỉ đạo và phân cấp thực hiện, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng chống dịch. Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng chống dịch. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ thị số 16. Đối với địa phương thực hiện tăng cường giãn cách xã hội, ngoài thực hiện nghiêm các quy định của chỉ thị số 16, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, ai ở đâu ở đó và phải bảo đảm các yêu cầu về y tế, lương thực, thực phẩm, dịch vụ thiết yếu và trật tự an toàn xã hội cho nhân dân ngay tại xã, phường, thị trấn. 2. Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn, bảo đảm lãnh đạo chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt, hiệu quả. Thành lập trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh các cấp do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đứng đầu, phân công ứng trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận, xử lý, báo cáo theo thẩm quyền mọi vấn đề liên quan phòng chống dịch trên địa bàn. Phải ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, tùy tình hình, cần quan tâm chỉ đạo phát triển các mặt kinh tế xã hội và các công việc quan trọng khác trên nguyên tắc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng chống dịch. 3. Huy động sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội đoàn thể, tổ chức tôn giáo, các tổ chức khác và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch, nhất là vận động, hướng dẫn, giải thích, thuyết phục và yêu cầu người dân chấp hành nghiêm việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch. 4. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài, không được tự mãn với kết quả phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. 5. Đại dịch COVID-19 diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là sự xuất hiện của các biến thể mới, nguy hiểm. Công tác phòng chống đại dịch chưa có tiền lệ. Vì vậy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, bám sát thực tiễn, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe. Khi thực hiện cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, không cầu toàn, không nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, hoàn thiện, phù hợp với tình hình, đạt hiệu quả cao nhất. Công tác tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, nhất là ở một số xã, phường, thị trấn. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khẩn trương khắc phục các hạn chế yếu kém, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, nghiêm hơn, hiệu quả hơn các giải pháp. 1. Giãn cách xã hội là yếu tố quyết định để hạn chế tối đa lây nhiễm dịch bệnh, phải thực hiện nghiêm, thực chất, kịp thời việc cách ly nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, không để chặt ngoài lỏng trong. Phải tranh thủ thời gian vàng giãn cách để kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất có thể, không để dịch bệnh lây lan. 2. Thần tốc xét nghiệm trên diện rộng là then chốt để phát hiện sớm, cách ly nhanh, phân loại kịp thời và điều trị phù hợp, hiệu quả người nhiễm COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. 3. Điều trị giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu. Các địa phương chuẩn bị đầy đủ về cơ sở thu dung chăm sóc điều trị người bệnh và người nhiễm COVID-19, bảo đảm đủ oxy y tế, thuốc, trang thiết bị vật tư và nhân lực y tế cho các cơ sở này. Tại các xã, phường, thị trấn đang thực hiện tăng cường giãn cách xã hội phải khẩn trương thiết lập các trạm y tế lưu động để bảo đảm hỗ trợ y tế điều trị người nhiễm COVID-19. Bảo đảm việc phân loại, điều phối, chuyển tuyến kịp thời để điều trị tất cả bệnh nhân, đặc biệt đối với bệnh nhân có diễn biến nặng. 4. Bảo đảm an sinh xã hội là trọng yếu. Tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội phải bảo đảm lương thực, thực phẩm, các dịch vụ thiết yếu cho người dân, nhất là người nghèo, người già, phụ nữ và trẻ em, nhóm người yếu thế. Huy động mọi nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn thiếu mặc. 5. Vaccine, thuốc điều trị là chiến lược. Tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao vaccine để có sớm nhất nhiều nhất vaccine.
thúc đẩy mạnh mẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine trong nước. Tổ chức tiêm chủng miễn phí, an toàn, kịp thời, hiệu quả, không phân biệt các loại vaccine, không tổ chức tiêm dịch vụ có thu tiền, khắc phục ngay tình trạng chờ đợi lựa chọn vaccine. Bộ Y tế tập trung chỉ đạo việc nhập khẩu nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất trong nước thuốc điều trị COVID-19. 6. Bảo đảm an dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng, nhất là tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất khác. Tăng cường công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giam giữ, cơ sở cai nghiện, bảo trợ xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng. 7. Các địa phương chịu trách nhiệm. A. Chủ động bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất theo phương châm 4 tại chỗ để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, nhất là tại các địa phương thực hiện tăng cường giãn cách xã hội. B. Ưu tiên nguồn lực, tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi chưa cần thiết, các khoản chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, sử dụng tiết kiệm quỹ dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính để tập trung cho phòng chống dịch. C. Có phương án và sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để kịp thời hỗ trợ các địa phương khác khi có yêu cầu. 8. Tăng cường công tác truyền thông, bảo đảm thống nhất, kịp thời, chính xác. Giao một đầu mối có thẩm quyền ở các cấp chủ động cung cấp thông tin thường xuyên cho người dân về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch, lan tỏa những mô hình tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả của tổ chức và cá nhân, kiên quyết đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu độc. 9. Bảo đảm vận tải lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc mọi nơi. Các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần chỉ kiểm tra tại điểm đi, điểm đến và bảo đảm các quy định an toàn phòng chống dịch, bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp. 10. Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc an toàn mới sản xuất phải an toàn. Các bộ ngành địa phương lắng nghe phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, người dân và căn cứ tình hình thực tế, hướng dẫn tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn, tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực hiệu quả, kịp thời đánh giá, sơ kết, tổng kết các mô hình như ba tại chỗ, ba cùng, một cung đường, hai điểm đến, doanh nghiệp xanh, để rút kinh nghiệm hoàn thiện và tổ chức thực hiện phù hợp với diễn biến tình hình. 11. Các thành viên chính phủ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, lãnh đạo các ủy chính quyền các cấp ở địa phương, các cơ quan đơn vị có liên quan, nhất là người đứng đầu, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về giãn cách xã hội, tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Trung ương và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện này. Các bộ ngành địa phương hỗ trợ tối đa cho các địa phương trong phòng chống dịch, kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.